hình ảnh êm đềm khi vị và hình ảnh gợi sự nghèo khổ bần cùng. Chẳng hạn như tiếng trống thu không trên cái tròi của huyện nhỏ, từng tiếng một vang ra, để rồi chúng ta gọi buổi chiều đó là thơ mộng. Còn tiếng ếch nhái râm ran, tiếng muối vo ve lại gợi ra một cuộc sống nghèo nàn nơi thôn xã. Thật ra cũng khó để chúng ta có thể phân biệt được rạch ròi giữa cái nỗi buồn đó là do từ những cái cảnh để có thể thấm vào lòng người, hay đó chính là nỗi buồn trong tâm hồn thơ dài của hai chị em đã lan tỏa ra và nhuốm vào cảnh vật. Và có thể chỉ biết ở đây có một điều gì đó thật nhịp nhàng hòa hợp giữa cảnh với người. Và đồng cảm tác phẩm Hai Chị Em của nhà văn Thạch Lam, đạo diễn Cani Thanh Quỳnh đã dựng nên một tác phẩm đầy sức cảm động về tình chị em qua sự thể hiện của thí sinh Đặng Bảo Trân số báo danh 401, Vũ Di Lăng số báo danh 279 và Phúc Thành Kim số báo danh 133. Chị Hai, có phải chị giấu em điều gì đúng không? Thì có gì mà giấu em chứ. Mẹ ơi, mới chỉ có 2 năm á, mà nhìn gắn rõ chưa này. Cái điều bộ này á, là con gái trước hết đó nha. Kìa chị Hai, chị nói gì kỳ quá à. Thôi, giờ xe đợi chị ngoài trước á, thì phải về nha. Chị Hai. Chị làm sao vậy?
rể ở nhà đối xử với chị như vậy đúng không? Ra một màu sắc tươi sáng, đừng nghĩ tới màu đen tối của cuộc đời chị. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với một trong những tiết mục dự thi của các thí sinh vào ngày hôm nay. Còn giờ đây xin mời toàn thể quý vị, trời ơi, guốc dép gì để đây nhiều quá vậy? Chắc phải lượm vô dùng quá. Ai để quên cái đôi guốc nè. Bây giờ để một tiên nha, lượm vô dùng mấy bạn. Trời ơi, để quên nguyên cái ghế luôn. À dạ không, cái đó của thiết kế gì à. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị sau những giây phút chúng ta cùng lắng lại với nhạc phẩm Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần dự thi của các thí sinh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thì sau đây Ngọc Tiên cũng xin mời toàn thể quý vị cùng thay đổi không khí
Trước khi chúng ta lại cùng tiếp tục với phần dự thi của các thí sinh ngày hôm nay, thì Ngọc Tiên cũng xin mời toàn thể quý vị cùng hòa trong với không khí của tháng 12 với những ngày chào đón Noel. Chính vì thế mà xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng vui và hãy cùng hát lên với ca khúc Cùng Chúc Nhau Giáng Sinh An Lành. Và xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc nhạc ngoại lời Việt, We Wish You a Merry Christmas. Với nhạc phẩm này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với phần biểu diễn của diễn viên giọng ca nhí Trà My cùng với vũ đoàn Khánh Du. Chúng ta không quên dành tặng một trái tay thật lớn ạ.